Bài thực tập này xuất phát từ truyền thống của Làng Mai, sáng lập bởi sư ông Thích Nhất Hạnh, và Phương đã thực tập bài này mỗi khi mà mình cảm thấy có rất là nhiều lo lắng bộn bề. Bây giờ khi chúng ta bắt đầu thực tập cùng với nhau thì các bạn hãy ở trong một tư thế thật là thoải mái. Mệt quá thì có thể nằm xuống hoặc dựa lưng vào ghế, vào tường với những chiếc gối êm. Nếu không quá mệt thì mình có thể dựng thẳng lưng để cho cột sống thẳng hàng, giống như một cái cây nối giữa đất trời. Các bạn từ từ nhắm mắt lại và quay trở về với hơi thở tự nhiên của mình. Cảm nhận xem hơi thở đang nông hay sâu, nhanh hay chậm, và từ từ điều hòa lại hơi thở của mình. Các bạn cũng hãy thả lỏng bờ vai để cho gương mặt của mình được thư giãn. Mắt mình khép lại mà không nhíu mày, và ra soát từ đầu đến chân xem có vùng cơ thể nào bị căng thẳng thì thả lỏng ra. Kể cả bàn chân của mình, đừng bấu trên mặt đất, mà hãy duỗi thật nhẹ nhàng, thư thái. Bây giờ các bạn hãy hình dung bản thân mình giống như một cái cây đứng giữa đất trời. Giống như những cái cây, thi thoảng thì chúng ta sẽ gặp gió mạnh, bão to. Những cơn bão đó thường đến thông qua những luồng suy nghĩ. Những luồng suy nghĩ của sự lo lắng, ám ảnh, cân đo, chống chọi đối với những áp lực ở bên trong. Vậy thì chúng ta cũng hãy giống như một cái cây. Đừng tập trung sức mạnh của mình ở nơi cành lá, là những nơi dễ bị gãy rụng nhất. Hãy đưa sự chú tâm của mình từ phía trên xuống phía dưới ổ bụng, giống như là đưa sự tập trung về phía gốc rễ của mình, làm vững phần này. Thông qua hơi thở thật sâu, hãy hít vào để bụng phồng lên, và thở ra bụng xẹp lại, để cho không khí đi vào vùng ổ bụng của mình, rồi từ từ hóp lại và đẩy hết khí ra. Nếu không quen thì bạn có thể đặt tay lên vùng ổ bụng và cảm nhận sự phồng lên, xẹp xuống ở nơi đây. Hãy giữ sự chú tâm tại vùng cơ thể này trong ít nhất là 10 hơi thở nữa. Nào, chúng ta tiếp tục thở nhé. Cứ hít vào thì bụng phồng lên, và thở ra thì bụng xẹp lại, để cho hơi thở được sâu hơn và chậm hơn, nhưng đồng thời cũng giữ sự tự nhiên, không cố gắng ép quá, gồng quá. Hãy cảm nhận nhịp điệu tự nhiên của riêng bạn, nhanh, chậm không quan trọng, và cũng không có gì đúng, sai. Chỉ cần là một cái cây thôi. Thở ra, thở vào, vững chắc thông qua gốc rễ của mình. Mỗi lần bạn bắt gặp suy nghĩ của mình lại đi lang thang, thì chỉ cần nhắc nhở mình quay trở lại với ổ bụng của mình, với phần thân vững chắc của mình.
và hãy mường tượng như từ ổ bụng của mình có một bộ rễ đang mọc xuống dưới mặt đất, đâm sâu xuống dưới lòng đất, đi xuyên qua những tầng lớp đất đá khoáng sản, vươn xuống bên dưới lõi của đất mẹ, được đất mẹ ôm lấy, che chở cho. Và cả những nhánh rễ nhỏ hơn thì đâm ngang, bén vào trong những sợi dây liên kết với bộ rễ khác, là những nguồn lực, những người thân xung quanh mình, những hỗ trợ mà mình đang có. Giống như những cái cây đứng cạnh bên nhau, đan rễ để đi qua cơn bão cùng nhau. Hãy mường tượng đến cả những mạng lưới hỗ trợ, những bạn bè, người thân xung quanh bạn, những nguồn lực vật chất mà bạn đang có, tạo nên những mắt xích giữ cho bạn vững mạnh, nuôi dưỡng bạn bền lâu. Và giống như những cái cây cùng đan rễ vào nhau, mỗi hơi thở, mỗi dưỡng chất mà bạn đang tiếp nạp không chỉ nuôi dưỡng bạn mà còn nuôi dưỡng những mối liên kết xung quanh. Vì vậy, trách nhiệm của bạn là sống không chỉ cho mình mà còn thông qua sự hiện hữu này nuôi dưỡng những hiện hữu và sự sống khác. Hãy trao và nhận thật nhịp nhàng cùng một lúc thông qua hơi thở của mình nhé. Và tiếp tục duy trì những hơi thở tỉnh thức này sau khi bạn ra khỏi thời thiền, bởi vì sự sống của bạn vẫn luôn được tiếp nối, những nuôi dưỡng vẫn sẽ tràn đến bên bạn nếu như bạn cho phép, nếu như bạn cảm nhận thật vẹn tròn. Nào, khi bạn sẵn sàng, trong ý thức về sự liên kết này thì bạn có thể từ từ mở mắt và quay trở lại